Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm xe tải van Kenbo 2 chỗ, trọng tải 950 kg, khá là đặc biệt. Thì cái sản phẩm này là bên mình đã làm và chuẩn bị giao tới tay khách hàng. Thì cái đơn vị này họ làm về chở thực phẩm. Thì cái xe này sẽ yêu cầu rằng cái khoang hành lý, nghĩa là cái khoang hàng của nó sẽ được làm thêm một cái bộ, đó chính là cái bộ làm mát, làm lạnh ở cái khoang đằng sau như thế này. Đây có thể gọi là cái sản phẩm xe tải van có cái thùng bảo ôn. Thì cái nhiệt độ ở trong cái khoang thùng này khi mà xe được khởi động thì nó sẽ ở dao động trong khoảng 18 độ C. Nó sẽ giúp là các cái thực phẩm lưu giữ được lâu hơn. Nó không khác gì trong các cái ngăn mát trong cái tủ lạnh ở gia đình của các bạn. Thì cái điểm đặc biệt thứ hai của cái sản phẩm này, đối với mình đã làm cho nó một cái sàn bằng hợp kim inox như thế này. Là cái sàn này thì bên mình sử dụng từ một cái sàn của con xe Đông Ben 2 chỗ. Một cái sàn nó đã rất là chắc chắn và nó đã được khẳng định về chất lượng bằng rất nhiều các cái con xe Đông Ben hiện tại đang sử dụng cái sàn này trên thị trường. Ngay bây giờ mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu qua cái sản phẩm này nó có cái gì đặc biệt. Ok, với chiếc xe tải van Kenbo 2 chỗ, chúng ta vẫn sẽ có một cái ngoại thất giống với những chiếc xe Kenbo khác. Chúng ta sẽ có một cái logo Kenbo được in 3D lỗi trên đầu xe như thế này. Đây là logo của Kenbo. Và thì cái sản phẩm này mang cái màu sắc khá là đẹp. Đây mình gọi là cái màu xanh dương. Thì cái màu này cũng là một trong những cái màu cơ bản của nhà sản xuất có sẵn để cho chúng ta có thể lựa chọn. Chúng ta có hệ thống đèn xi nhan này, một đèn Cosva bằng halogen thôi. Ở phía trước này thì nhà máy phía trước này thì Kenbo để ở đây nước làm mát, nước rửa kính và cục nóng điều hòa. Với cái sản phẩm xe tải Kenbo này thì cục nóng điều hòa được đặt ở đằng trước và có hai quạt hỗ trợ, nên cái hiệu năng làm mát nó rất ổn định, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ phải đánh đổi đó chính là cái độ ồn. Ok, ở bên hông chúng ta sẽ có một cái mã là tên của cái sản phẩm này, PKB 950. Chúng ta sẽ có cái trọng tải và các cái thông tin mà có hay gọi là cái biển tròn. Khi mà chúng ta lưu thông trên đường, chúng ta bắt buộc phải làm cái biển tròn này. Thì bên mình cũng hỗ trợ khách hàng là các cái phần ngoài, bên mình cũng hỗ trợ khách hàng không phải tự làm, khách hàng không phải mất tiền để làm các cái phần này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo là máy 1.3 lít, và đây là một cái đèn hông. Thì cái sản phẩm xe tải Kenbo này sử dụng cái bộ máy của Hiệp hội Trung ương Trung Quốc. Cái máy nó rất là bền bỉ, dung tích nó chỉ có 1.3 lít thôi, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có cái mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng hợp lý, chỉ từ 6,5 lít cho 100 km. Thì cái bộ máy này được sản sinh ra công suất là 69 kW ở 6.000 vòng quay. Thì đây là một trong những cái bộ máy mà hiện tại trên các cái chiếc xe tải van trên thị trường nó rất là chất lượng. Ok, ở đây nó chính là cái logo Euro 4 ở chân, cái chứng nhận khí thải của cái sản phẩm này. Ok, bây giờ mình sẽ sang phần đuôi. Thì đây cũng không phải là cái video lần đầu mà mình giới thiệu về con chiếc xe Kenbo. Mình đã làm rất nhiều rồi, thì mình chỉ nói qua để cho các bạn biết nó sẽ như thế nào. Ở đằng sau này có cái logo khác của Kenbo này. Đây cũng có một cái logo 3D nổ của Kenbo khác này. Đây là một chứng chỉ khí thải này, biển sẽ được bắt ở đây. Và đây có cái logo dán đề can của Kenbo ở đằng dưới này. Đó. Thì cái sản phẩm này các bạn thông cảm là mới hôm nay Hà Nội trời mưa nên mình chưa rửa sạch nó được, thì mong các bạn thông cảm cho. Ở dưới chúng ta sẽ có các cái đèn đèn hậu này, ở phần trên kia cũng có một cái đèn phanh nữa, thì chúng ta phanh thì cái đèn này nó sẽ sáng lên. Đó. Ở đằng sau này thì nhà máy cũng in đầy đủ các cái thông tin như là xe tải van 2 chỗ, trọng tải 950 kg, động cơ 1.3, khóa tự động, kính điện ở ngoài, chiều chính hãng này, và giá nữa. Thì cái giá này thì là giá mặc định của nhà máy. Thì khi mà khách hàng mua cái sản phẩm này, thì bạn khách hàng có thể liên hệ cho mình sẽ cung cấp cho các bạn một cái mức giá tốt hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thanh trượt của tất cả các chiếc xe tải van đều có cái thanh trượt này. Ok, chúng ta đã đi xong cái vẻ ngoài, chúng ta bây giờ sẽ tìm hiểu đến khoang nội thất của cái sản phẩm này. Thì với cái khoang nội thất của cái sản phẩm này cũng không có gì quá mới mẻ, nhưng điểm đặc biệt ở đây là tại vì cái sản phẩm này là thùng bảo ôn nên nó đã được tinh chỉnh một chút khác biệt so với những chiếc xe tải van
Kenbo khác hiện nay đang có trên thị trường, đó chính là một cái lẫy, cái lẫy của cái thùng bảo ôn nó nằm ở bên này. Đó, các bạn có nhìn thấy cái lẫy đó không? Đây chính là cái lẫy của thùng bảo ôn này. Ở đây có cái công tắc AC cho cái thùng bảo ôn bắt đầu hoạt động, bắt đầu làm mát. Thì cái sản phẩm này nhiệt độ làm mát khoảng 18 độ C cho phép các bạn chở những cái vật liệu như là thực phẩm và bảo quản chúng ở trong cái thùng hàng này, cho phép được di chuyển cả ngày mà nó không khiến cho cái thực phẩm bị hỏng. Thì đó là điểm đặc biệt của cái sản phẩm này. Thì xe Kenbo vẫn có những cái trang bị rất là cơ bản khác như khóa điện này. Một cái khóa điện, một cái là khóa cơ, hệ thống multimedia phương tiện nó rất là đầy đủ, từ cổng USB cho tới FM radio. Ở đây chúng ta có điều hòa hai chiều, trộn lấy gió này, hướng làm mát này, và có các khe tản nhiệt rất là quen thuộc. Bảng đồng hồ hiển thị rất là đầy đủ các cái thông số của nhà sản xuất. Vô lăng ba chấu có trợ lực lái điện Manyama, tất cả mọi thứ rất quen thuộc. Xin lỗi các bạn, rất quen thuộc. Chúng ta có đèn trần, rồi là các lớp sơn, các lớp răng, mọi thứ rất là chuẩn chỉ và rất là chính hãng. Các bạn yên tâm trong cái quá trình sử dụng xe của các bạn. Cái vật liệu này, cái vật dụng này thay thế rất là rẻ thôi. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn một cái sản phẩm xe tải van của Kenbo, có cái cục nóng, có cái cục lạnh làm mát khoang đằng sau như thế này. Thì cái cục này bên mình đang phân đang bán cho khách hàng. Khi mà bên mình lắp cái xe này, bên mình cũng sẽ làm cái phần này luôn, và bên mình cũng sẽ làm kín các cái phần răng, các cái phần tiếp nối của cái khoang hàng này, để cho cái nhiệt lượng trong này nó sẽ không bị thoát ra nhiều. Đó, thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy gọi cho mình qua số điện thoại 0987 3322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn.